đập thủy điện đầu tiên trên sông Dương Tử kỷ niệm 40 năm vận hành. Cát Châu Bá, Ghe Châu Ba, đập thủy điện lớn đầu tiên trên sông Dương Tử của Trung Quốc, tổ chức kỷ niệm 40 năm vận hành hôm 30 tháng 7 năm 2021. Đập Cát Châu Bá trên sông Dương Tử là dự án kiểm soát thủy lợi quy mô lớn đầu tiên ở dòng chính của con sông dài nhất Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các kỹ sư và chuyên gia cho biết, là một trong những dự án bảo tồn nguồn nước quan trọng nhất ở Trung Quốc, đập Cát Châu Bá là tượng đài của thời đại trong lịch sử xây dựng thủy điện Trung Quốc, phản ánh khả năng tổ chức và huy động mạnh mẽ của Trung Quốc. Trong 40 năm hoạt động, đập Cát Châu Bá đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Đập thủy điện Cát Châu Bá tọa lạc ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, điểm phân chia giữa thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử. Đập Cát Châu Bá là dự án thủy lợi lớn nhất do Trung Quốc độc lập thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành trong thế kỷ 20. Đập thủy điện đầu tiên trên sông Dương Tử khởi công xây dựng năm 1970 và vận hành tổ máy phát điện đầu tiên năm 1981. Toàn bộ công trình Cát Châu Bá hoàn thành vào tháng 12 năm 1988 với sự tham gia của hơn 100.000 chuyên gia thủy điện từ khắp Trung Quốc. Tổng chiều dài đập Cát Châu Bá là 2.606,5 m, chiều cao tối đa 53,8 m, dung tích hồ chứa 1,58 tỷ mét khối, với chức năng toàn diện là phát điện, kiểm soát lũ lụt và điều hướng giao thông đường thủy. Hiện lưu lượng xả lũ lớn nhất của đập Cát Châu Bá có thể đạt 110.000 mét khối một giây. Đập Cát Châu Bá trên sông Dương Tử kỷ niệm 40 năm vận hành hôm 30 tháng 7. Ảnh, Tân Hoa, xã. Kể từ khi hoàn thành, đập Cát Châu Bá đã xả an toàn hơn 60 trận lũ lụt, tương đương 45.000 mét khối một giây trên sông Dương Tử, giảm sức ép hiệu quả cho các hoạt động kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu, đồng thời giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía đông bắc. Nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, phát điện tổ máy số 1 ngày 30 tháng 4 năm 1988 và khánh thành 1991. Nhà máy thủy điện Trị An có 4 tổ máy, với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỷ kWh. Nhà máy thủy điện Cát Châu Bá có công suất lắp đặt 2,735 triệu kW và tạo ra trung bình 16 tỷ kW điện hàng năm. Tính đến 30 tháng 7, nhà máy sản xuất gần 600 tỷ kWh điện. Việc xây dựng và quản lý thành công đập Cát Châu Bá đã mang tới kinh nghiệm quý và đóng vai trò bồi dưỡng nhân tài trong thiết kế, xây dựng và vận hành dự án đập Tam Hiệp và các siêu đập khác. Siang Ke, phó giám đốc nhà máy điện Cát Châu Bá, nhận định. Thành phố có đập Tam Hiệp hứng lượng mưa kỷ lục, chìm trong nước lũ. 23 tháng 1 năm 2020. Thành phố Nghi Xương, nơi tọa lạc của đập Tam Hiệp, đã hứng lượng mưa kỷ lục trong 50 năm qua, lên tới 17 cm, khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ, theo Tân Văn Xã hôm nay 28 tháng 6 năm 2020 dẫn lời giới chức địa phương. Nghi Xương là địa cấp thị lớn thứ hai tại tỉnh Hồ Bắc. Thành phố Nghi Xương nằm ở phía tây tỉnh Hồ Bắc, chắn cửa phía đông của đập Tam Hiệp. Tên gọi trước đây là Di Lăng. Vùng đất này đã có hơn 2.400 năm lịch sử, là nơi bắt nguồn của nền văn hóa nước Sở. Dân số của Nghi Xương là khoảng 4 triệu người. Tuy nhiên, thành phố chỉ có hơn 1 triệu 500.000 người, với hơn một nửa dân số trong các khu vực bên ngoài. Thành phố này nằm ngay dưới Tam Hiệp khoảng 30 km phía hạ lưu của đập. Nó được sử dụng là cửa ngõ vào thương lưu Dương Tử và một địa điểm quan trọng trong cuộc chiến tranh Trung Nhật, mặc dù không nhiều trong những thời điểm có thể nhìn thấy nữa. Nghi Xương có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, tài nguyên nước chiếm vị trí quan trọng trong cả nước. Các đặc sản, thổ sản như cam, quýt, nấm hương, hồng, với sản lượng rất cao. Nghi Xương gồm các cảnh quan thung lũng, non nước và hang động, có ưu thế địa lý và tài nguyên độc đáo về phát triển ngành du lịch. Sau khi xây dựng xong đập Tam Hiệp chẳng khác gì bức tường thành bắc ngang qua mặt sông. Song song với việc khánh thành đập Cát Châu, con đập đầu tiên trên sông Trường Giang và chính thức khởi công xây dựng công trình Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc, Nghi Xương đã trở thành thành phố điểm nóng của Trung Quốc, đồng thời nhanh chóng phát triển thành trung tâm năng lượng thủy điện lớn nhất Trung Quốc. Là cửa cảng trung chuyển của việc phát triển kinh tế nội địa, là nơi thu hút vốn đầu tư phát triển của thương gia Trung Quốc và nước ngoài, là thành phố công nghiệp quan trọng của vành đai kinh tế sông Trường Giang. Nghi Xương là quê hương của nhà thơ nổi tiếng thời chiến quốc Khuất Nguyên và danh phi đời Hán Vương Chiêu Quân, nơi đây có danh lam thắng cảnh như Chùa Khuất Nguyên, Thôn Chiêu Quân. Phía đông bắc Nghi Xương xưa nay đều là nơi tranh giành của các nhà quân sự. Cuộc chiến giữa nước Ngụy và nước Thục cũng như cuộc chiến giữa nước Ngô và nước Thục thời Tam Quốc đều diễn ra tại đây, để lại các di tích thời Tam Quốc như Trường Phản Pha, nơi quan công hiển thánh, Mạch Thành. Thác nước Bạch Quả Thụ là điểm du lịch mới của Tam Hiệp sông Trường Giang, cách Nghi Xương 34 km. Trong thung lũng dài khoảng 5 km, đầm nước sâu thăm thẳm, thác nước từ trên cao ào ào đổ xuống. Một thác chính và nhiều thác nhỏ đã tạo nên cảnh quan hoành tráng của cụm thác nước chính rộng khoảng 10 m, từ vách núi treo leo cao hơn 100 m đổ xuống. Nếu chúng ta đứng dưới chân thung lũng ngắm nhìn thác nước,
chẳng khác gì nước đổ từ trên trời xuống, hết sức tráng lệ. Cho dù mùa hạn hán không mưa, nơi đây vẫn có thác đổ ào ào, được tôn là thác nước lớn thứ tư Trung Quốc và đệ nhất tỉnh Hồ Bắc. Tương truyền rằng mạch hành là do vua Sở Chiêu thời Xuân Thu xây dựng. Năm 24 Kiến An Đông Hán tức năm 219 Công Nguyên, tướng Quan Vũ của nước Thục bị nước Ngô tấn công và thất bại tại đây, vì thế đã có truyền thuyết về Quan Vân Trường bị thất bại tại mạch thành. Hàng trăm hàng nghìn năm nay, do bị bào mòn của nước lũ, thành quách đã bị vùi lấp bởi đất cát, ngày càng trở nên sơ xác hoang vu, hiện nay, chỉ giữ lại một phần thành quách dài hơn 100 mét, rộng hơn 10 mét, cao gần 10 mét. Giếng Chiêu Quân ở gần quê hương của bà. Nước giếng trong vắt, bốn mùa không cạn, mùa đông ấm mùa hè mát, uống vào cảm thấy sảng khoái mát mẻ. Giếng nước này được xây dựng bằng đá, giữa giếng có cắm một khúc gỗ tròn. Tương truyền rằng cái giếng này là nơi lấy nước năm xưa của Vương Chiêu Quân. Ban đầu lượng nước rất ít, hơi bị hạn là sẽ khô cạn, sau khi Chiêu Quân ra đời, mực nước giếng tăng lên dữ dội, nước giếng trong veo, người trong thôn cho rằng đó là sự ra đời của Chiêu Quân đã gây chấn động tới Long Vương sai Hoàng Long đến uống nước tại đây. Sau đó mẹ Chiêu Quân nằm mơ nhìn thấy rồng vàng bay lượn, nước giếng sắp bị cạn, thế là người trong thôn chở khúc gỗ tròn bỏ xuống giếng, khóa đầu rồng lại, khiến mực nước giếng đầy lên mà quanh năm không bị cạn. Mùa đông nhiệt độ nước giếng có thể lên tới 30 độ C, mùa hè lại mát như nước đá, nếu dùng nước giếng này pha chè bạch hạc do thôn Chiêu Quân sản xuất, sẽ mang lại cho người ta cảm giác ngon ngọt và mát mẻ. Với phong cảnh tươi đẹp, Nghi Sương trở thành một trong 11 thành phố du lịch trọng điểm của Trung Quốc. Nếu có dịp du lịch Trung Quốc, du khách đừng bỏ qua vùng đất Nghi Sương nhé. Chắc chắn vùng đất tươi đẹp này sẽ níu chân du khách. Vũ Hán, thiên đường du lịch một thời. 12 giờ 46 12 tháng 2 năm 2020. Là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Vũ Hán là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc với khoảng 11 triệu người. Cái tên Vũ Hán được lấy từ tên của ba khu đô thị là Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương, trong đó Vũ lấy từ tên của khu đầu tiên, còn Hán lấy từ tên của hai khu sau. Với vị trí nằm ở ngã ba sông Dương Tử và Hán Thủy, thành phố Vũ Hán không chỉ là trung tâm vận tải chính với hàng loạt tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc nối với các thành phố lớn của Trung Quốc đại lục mà còn sở hữu phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vì có vị trí then chốt trong giao thông nội địa, Vũ Hán được mệnh danh là Chicago của Trung Quốc. Cũng như nhiều thành phố, tỉnh thành nổi tiếng khác của Trung Quốc, Vũ Hán được lưu giữ lại nhiều vết tích cội nguồn của dân tộc, vẻ đẹp ấn tượng của một thời huy hoàng. Hoàng Hạc Lâu là một trong ba công trình kiến trúc lầu tháp cổ nhất của Trung Hoa, với tuổi thọ gần 1.800 năm. Nơi đây còn là thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với trận Xích Bích, Khổng Minh mượn gió đông, Khuất Nguyên viết Ly Tao, Tôn Quyền xem trận thế, trong thời Tam Quốc diễn nghĩa. Là một địa điểm từng lưu lại những chiến tích trong chiến tranh, trải qua nhiều lần bị phá hủy xây lại và tồn tại cho đến ngày nay, nhiều du khách tìm đến Hoàng Hạc Lâu để tìm hiểu lịch sử cũng như nhìn ngắm vẻ đẹp của sông Dương Tử từ trên lầu. Nhưng tầng cao nhất của Hoàng Hạc Lâu chỉ cho phép những nhà thơ nổi tiếng được phép lên đây để ngâm thơ và tìm cảm hứng sáng tác. Kế đến không thể không kể đến địa danh vô cùng nổi tiếng khác là núi Võ Đang hay còn gọi là núi Thái Hòa, cách Vũ Hán khoảng 400 km về phía Tây Bắc. Nơi đây là vùng đất thánh của đạo giáo, khai sinh môn võ thái cực quyền được cả thế giới biết đến. Ngoài ra, tín đồ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung cũng đã rất quen thuộc với núi Võ Đang, vì đây là nơi khai sinh phái Võ Đang, một trong ba môn phái lớn rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết của ông, ngay từ bộ Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngày nay quần thể công trình này được gìn giữ khá nguyên vẹn, với đoạn đường dài 70 km từ chân núi đến đỉnh, với 32 đền thờ đạo giáo và tòa trúc kim điện với 405 tấn đồng mạ vàng tọa lạc trên đỉnh núi. Võ Đang là một địa điểm cho những du khách nào yêu thích khung cảnh thiên nhiên trong lành, tránh xa bụi trần tìm đến với những điều nhẹ nhàng, thanh tịnh. Cách quận trung tâm Vũ Hán 50 km, núi Mộc Lan là một trong những khu công viên địa chất nổi tiếng của Trung Quốc. Ngọn núi được đặt theo tên Hoa Mộc Lan, nữ anh hùng trong lịch sử Trung Hoa. Trên núi, có 7 cung điện, 8 đền thờ lão giáo và cả nghìn bức tượng Phật. Có ngọn núi Mộc Lan cho những ai ưa khám phá, chinh phục, có hồ Mộc Lan cảnh đẹp nước lòng, nơi tương truyền là nhà bà ngoại của cô sinh sống, có đồng cỏ Mộc Lan nơi cô tập luyện võ thuật, rồi đến Mulan Yunu Mountain với 800 loài hoa đua nhau khoe sắc. Ngoài ra, cầu Vũ Hán Bắc qua sông Dương Tử cũng là địa điểm được khách du lịch yêu thích ghé thăm. Đây là cây cầu đầu tiên được xây vắt qua dòng Dương Tử bao la, hoàn thành vào năm 1957. Cây cầu đặc biệt đẹp hơn về đêm khi những ngọn đèn LED được thắp lên, soi bóng lung linh trên mặt nước. Ở Vũ Hán có rất nhiều hồ nước đẹp tuyệt vời. Hồ nổi tiếng nhất và thường xuyên có du khách ghé thăm là Hồ Đông. Điểm tham quan rộng lớn và đẹp như tranh vẽ này được chia thành 5 khu danh lam thắng cảnh độc đáo và là hồ nội thành lớn nhất ở Trung Quốc. Với cảnh thiên nhiên hữu tình, những điểm đến tuyệt vời, và giá dịch vụ khá mềm, Vũ Hán hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhưng sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới nCoV bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2019,
gây chết người ở thành phố này đã vẽ nên một bức tranh u ám, khiến trung tâm công nghiệp ở miền trung của Trung Quốc với dân số đông hơn cả New York, rơi vào cảnh tê liệt. Cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, đã có hơn 14.500 ca nhiễm corona và 304 ca tử vong tại Trung Quốc vì dịch bệnh này, trong đó phần lớn ở Vũ Hán. Bệnh viện thì quá tải, hàng hóa khan hiếm dẫn đến tình trạng quá tải tại các siêu thị đẩy giá cả trên trời. Trường học, rạp chiếu phim, nhà hàng đều đóng cửa vì bệnh dịch. Đường phố vắng vẻ vì người dân hạn chế ra đường để giảm rủi ro lây nhiễm. Tàu điện ngầm và các tuyến xe buýt dừng hoạt động, còn phương tiện giao thông cá nhân không được vào khu trung tâm. Lệnh hạn chế đi lại bắt đầu từ 10 giờ sáng 23 tháng 1 và chưa biết bao giờ kết thúc. Sự lây lan không thể kiểm soát của virus đã biến sự quyến rũ của Vũ Hán thành nỗi lo sợ của du khách. Đập thủy điện đầu tiên trên sông Dương Tử kỷ niệm 40 năm vận hành. Cát Châu Bá, Ghe Châu Ba, đập thủy điện lớn đầu tiên trên sông Dương Tử của Trung Quốc, tổ chức kỷ niệm 40 năm vận hành hôm 30 tháng 7 năm 2021. Đập Cát Châu Bá trên sông Dương Tử là dự án kiểm soát thủy lợi quy mô lớn đầu tiên ở dòng chính của con sông dài nhất Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các kỹ sư và chuyên gia cho biết, là một trong những dự án bảo tồn nguồn nước quan trọng nhất ở Trung Quốc, đập Cát Châu Bá là tượng đài của thời đại trong lịch sử xây dựng thủy điện Trung Quốc, phản ánh khả năng tổ chức và huy động mạnh mẽ của Trung Quốc. Trong 40 năm hoạt động, đập Cát Châu Bá đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Đập thủy điện Cát Châu Bá tọa lạc ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, điểm phân chia giữa thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử. Đập Cát Châu Bá là dự án thủy lợi lớn nhất do Trung Quốc độc lập thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành trong thế kỷ 20. Đập thủy điện đầu tiên trên sông Dương Tử khởi công xây dựng năm 1970 và vận hành tổ máy phát điện đầu tiên năm 1981. Toàn bộ công trình Cát Châu Bá hoàn thành vào tháng 12 năm 1988 với sự tham gia của hơn 100.000 chuyên gia thủy điện từ khắp Trung Quốc. Tổng chiều dài đập Cát Châu Bá là 2.606,5 m, chiều cao tối đa 53,8 m, dung tích hồ chứa 1,58 tỷ mét khối, với chức năng toàn diện là phát điện, kiểm soát lũ lụt và điều hướng giao thông đường thủy. Hiện lưu lượng xả lũ lớn nhất của đập Cát Châu Bá có thể đạt 110.000 mét khối một giây. Đập Cát Châu Bá trên sông Dương Tử kỷ niệm 40 năm vận hành hôm 30 tháng 7. Ảnh Tân Hoa xã. Kể từ khi hoàn thành, đập Cát Châu Bá đã xả an toàn hơn 60 trận lũ lụt, tương đương 45.000 mét khối một giây trên sông Dương Tử, giảm sức ép hiệu quả cho các hoạt động kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu, đồng thời giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía đông bắc. Nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, phát điện tổ máy số 1 ngày 30 tháng 4 năm 1988 và khánh thành 1991. Nhà máy thủy điện Trị An có 4 tổ máy, với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỷ kWh. Nhà máy thủy điện Cát Châu Bá có công suất lắp đặt 2,735 triệu kW và tạo ra trung bình 16 tỷ kW điện hàng năm. Tính đến 30 tháng 7, nhà máy sản xuất gần 600 tỷ kWh điện. Việc xây dựng và quản lý thành công đập Cát Châu Bá đã mang tới kinh nghiệm quý và đóng vai trò bồi dưỡng nhân tài trong thiết kế, xây dựng và vận hành dự án đập Tam Hiệp và các siêu đập khác. Siang Ke, phó giám đốc nhà máy điện Cát Châu Bá, nhận định. Thành phố có đập Tam Hiệp hứng lượng mưa kỷ lục, chìm trong nước lũ. 23 tháng 1 năm 2020. Thành phố Nghi Xương, nơi tọa lạc của đập Tam Hiệp, đã hứng lượng mưa kỷ lục trong 50 năm qua, lên tới 17 cm, khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ, theo Tân Văn Xã hôm nay 28 tháng 6 năm 2020 dẫn lời giới chức địa phương. Nghi Xương là địa cấp thị lớn thứ hai tại tỉnh Hồ Bắc. Thành phố Nghi Xương nằm ở phía tây tỉnh Hồ Bắc, chắn cửa phía đông của đập Tam Hiệp. Tên gọi trước đây là Di Lăng, vùng đất này đã có hơn 2.400 năm lịch sử, là nơi bắt nguồn của nền văn hóa nước Sở. Dân số của Nghi Xương là khoảng 4 triệu người. Tuy nhiên, thành phố chỉ có hơn 1 triệu 500.000 người, với hơn một nửa dân số trong các khu vực bên ngoài. Thành phố này nằm ngay dưới Tam Hiệp khoảng 30 km phía hạ lưu của đập. Nó được sử dụng là cửa ngõ vào thượng lưu Dương Tử và một địa điểm quan trọng trong cuộc chiến tranh Trung Nhật, mặc dù không nhiều trong những thời điểm có thể nhìn thấy nữa. Nghi Xương có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, tài nguyên nước chiếm vị trí quan trọng trong cả nước, các đặc sản, thổ sản như cam, quýt, nấm hương, hồng, với sản lượng rất cao. Nghi Xương gồm các cảnh quan thung lũng, non nước và hang động, có ưu thế địa lý và tài nguyên độc đáo về phát triển ngành du lịch. Sau khi xây dựng xong đập Tam Hiệp chẳng khác gì bức trường thành bắc ngang qua mặt sông. Song song với việc khánh thành đập Cát Châu, con đập đầu tiên trên sông Trường Giang và chính thức khởi công xây dựng công trình Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc, Nghi Xương đã trở thành thành phố điểm nóng của Trung Quốc, đồng thời nhanh chóng phát triển thành trung tâm năng lượng thủy điện lớn nhất Trung Quốc, là cửa cảng trung chuyển của việc phát triển kinh tế nội địa,
là nơi thu hút vốn đầu tư phát triển của thương gia Trung Quốc và nước ngoài, là thành phố công nghiệp quan trọng của vành đai kinh tế sông Trường Giang. Nghi Sương là quê hương của nhà thơ nổi tiếng thời chiến quốc Khuất Nguyên và danh phi đời Hán Vương Chiêu Quân, nơi đây có danh lam thắng cảnh như Chùa Khuất Nguyên, thôn Chiêu Quân. Phía đông bắc Nghi Sương xưa nay đều là nơi tranh giành của các nhà quân sự. Cuộc chiến giữa nước Ngụy và nước Thục cũng như cuộc chiến giữa nước Ngô và nước Thục thời Tam Quốc đều diễn ra tại đây, để lại các di tích thời Tam Quốc như Trường Phản Pha, nơi quan công hiển thánh.